Con xin hỏi câu số 5 ạ. Thưa bác, đạo Phật là đạo giác ngộ và giải thoát, cớ sao không ai thích tu? Xin bác giải thích cho tụi con hiểu. Cái tu, nếu mà nói chỉ tu là gì? Là hành động. Mà hành động để kiếm gì? Kiếm danh và kiếm tiền. Hành động kiếm danh và kiếm tiền. Danh thì nó trong nó có thánh trong đó. Còn cái thiền tâm, cái giải thoát là đi ra ngoài cái thế giới vật lý này nè. Ai bây giờ ai đây chịu ra ngoài? Như thế mà đâu có, người ta đâu có đồng ý đi ra cái này. Bây giờ 10 người này, con để ý nè, tất cả những người ta tu để tu để cho 5 năm được lên đại đức, 15 năm lên thượng tọa, 40 năm lên hòa thượng. Chứ mà mong mong vậy không rồi làm sao giải thoát? Giải thoát là ta đi con đường riêng của người ta, thấy không? Giải nghĩa là giải dùng để thoát ra cái quy luật vật lý này, này cuốn hút của vật lý âm dương này. Mình phải hiểu được cái danh từ này thì mới tu hiểu cái tu đạo giải thoát được. Còn mình không hiểu rồi mình tu tưởng, nó thành ra nó khó. Người ta không chịu tu giải thoát là do cái này. Giờ con suy nghĩ đi, 100 người đi tu hỏi ông muốn tu muốn giải thoát không? Nó muốn, đưa giải thoát ra chửi. Làm sao giải thoát? Tu giải thoát, đưa giải thoát. Điển hình tôi nói nè, tất cả các chùa Việt Nam, tại sao chùa Tân Diệu đưa công thức giải thoát ra nó chửi? Tại ông tu giải thoát, tôi chửi ông. Chứ nếu mà ông tu thành thánh, tôi không chửi. Thấy không? Nó khó là cái chỗ đó. Vì thế mà ta không đồng ý, ở thế đất này không ai đồng ý. Mà hơn nữa cái danh từ giải thoát này nè, khi mà ông Phật ông đầu tiên ông nói 2500 mấy chục năm về trước ông nói, nhưng mà khi mà rời tay ông rồi không ai giờ tu giải thoát hết, mà tu theo cái chứng đắc không. Chứng đắc thì làm sao giải thoát? Chứng đắc là được ở trong trái đất này thì làm sao thoát được? Vì thế mà ông mới bí mật truyền cái pháp môn này đi theo cái dòng thiền tông để đợi con người ta khôn á, phổ biến ra. Nhưng mà khôn phổ biến ra nó cũng chửi thì cũng khó lắm. Thấy không? Rồi, câu hỏi tiếp đi.